Hello, rất vui được gặp lại mọi người đã quay trở lại với Tâm Tử nha. Thì hôm nay trở lại với video này thì Tâm sẽ chia sẻ một số vấn đề về điện tử căn bản nha mọi người. Thì vừa qua có một số cái bình luận của anh em thắc mắc hỏi Tâm về cái cách mà làm thế nào để đấu những con giót song song thì đấu như thế nào ha, đấu nó tiếp thì đấu như thế nào. Thì hôm nay thì thông qua cái video này Tâm cũng giải đáp thắc mắc cho các anh em đó, và đồng thời cũng chia sẻ đến các anh em là thế nào là cách mắt nối tiếp và mắt song song ha trong nguyên tử. Thì cái khái niệm đó thì chúng ta hiểu như thế nào ha, nghĩa là chúng ta mắt như thế nào thì gọi là mắt song song, và mắt như thế nào gọi là mắt nối tiếp đối với một linh kiện điện tử ha. Thì trước mặt mọi người đây là tủ mọi người ha. Thì Tâm sẽ chia sẻ đến các anh em cái cách mà chúng ta mắc nối tiếp và mắc song song một linh kiện nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu như thế nào là nối tiếp ha mọi người. Thì trước tiên Tâm sẽ nói vấn đề nối tiếp trước ha. Nối tiếp nè. Thì nói tiếp mình cứ hiểu nôm na theo kiểu là chúng ta cùng nắm tay nhau ha, từng người nắm tay nhau tạo thành một cái vòng tròn ha mọi người ha. Thì chẳng hạn như bây giờ Tâm có hai con điện trở nè ha, thì đây là con điện trở R1, đây là con điện trở R2 ha mọi người. Thì hai con điện trở này, đây là đầu, đây là cuối ha, đây là đầu, đây là cuối của con điện trở thứ nhất, còn đây là phần đầu và cuối của con điện trở thứ hai. Thì mọi người cứ nhìn đây, ví dụ đây điểm số 1, đây điểm số 2 ha, đây điểm số 3, tức là chúng ta cứ nối với nhau, cứ lấy đầu của số 1, cuối số 1 nối đầu số 2 ha, như thế này gọi là nối tiếp hai mọi người ha. Nói tiếp như thế này gọi là nói tiếp. Bây giờ Tâm dễ ghi riêng hai con điện trở anh như thế này đi. Đây. Đây là R1. Nên là mình vẽ tách biệt cơ ha. Đây là R2. Đây là đầu nè. Đây là cuối ha mọi người ha. Đây đầu. Đây là cuối. Thì chúng ta sẽ nối điểm này với điểm này ha, thì chúng ta là gọi là nối tiếp đó mọi người ha, tức là nối tiếp. Đây là chúng ta đấu theo kiểu này chúng ta gọi là nối tiếp ha mọi người. Còn đối với tụ điện thì chúng ta đấu như thế nào? Bây giờ mình có hai cái tụ không phân cực ha. Đây là C1. Đây là tụ không phân cực thứ hai là C2. Thấy mọi người. Thì giờ mọi người có lấy điểm này nối với điểm này. Chúng ta có đầu này với đầu này. Đây là đầu số 1, đây là số 2. Thì chúng ta nối như thế này là nối tiếp nha mọi người. Lý do là tụ này là tụ không phân cực, cho nên mọi người có đấy lấy cái điểm này nối với điểm này, hoặc là lấy điểm này nối với điểm này, thì chúng ta lúc đó chúng ta có điểm này với điểm này làm một cái tụ mới ha. Thì lúc đó chúng ta vẫn là mắt nối tiếp nha mọi người, vẫn là mắt nối tiếp. Còn đối với tụ có phân cực thì sao? Đây là cái tụ có phân cực, đây là một cái tụ hóa ha. C1. Đây là tụ hóa. C2. Thì đây là cộng nè, đây là trừ, đây là cộng, đây là trừ. Thì tụ hóa nó có khác với tụ không phân cực ha mọi người.
Thì đối với tụ hóa thì chúng ta sẽ lấy cái điểm trừ của cái tụ thứ nhất nối với điểm cộng của cái tụ thứ hai. Đó. Nha. Thì chúng ta được hai cái điểm này. Điểm số 1, điểm số 2. Thì ở đây chúng ta là sẽ có một cái tụ mới ha mọi người. Đây. Thì khi chúng ta nối như thế này á thì tại hai cái điểm này. Đây điểm số 1, điểm số 2 này chúng ta sẽ có một cái tụ mới. Ha. Đối với tụ tụ hóa nghĩa tụ của bằng cực á thì chúng ta nối như thế này. Thì chúng ta gọi là nối tiếp ha mọi người. Cứ nối cộng trừ cộng này nối với trừ kia là nối tiếp ha. Bây giờ chúng ta quay lại nói với con điện trở nè. Đối với con điện trở nó cũng không có phân cực. Nghĩa là nó không phân biệt chiều 1, 2 mọi người. Thì bây giờ Tâm đã nói chiều số 2 cái cuối của con G1 nối với đầu của con G2. Còn không bây giờ Tâm lấy cái đầu này ha. Tâm lấy cái đầu này Tâm nối qua đây. Cái đầu này nằm bên đây thì vẫn được ha mọi người. Tại vì nó không phân cực, chúng ta cứ nói sao cũng được hết, nó không phân biệt. Nhưng miễn chúng ta nói như thế này nè. Nắm tay nhau ha, thành một vòng tròn thì chúng ta gọi là nối tiếp. Rồi chúng ta qua vấn đề song song ha mọi người. Thì mọi người cái khái niệm song song này cũng rất quen thuộc chúng ta rồi. Ví dụ như chúng ta có hai cái đường thẳng ha. Đường thẳng 1 nè. Đường số 2. Thì hai đường thẳng như thế này thì chúng ta gọi là song song đúng không? Song song. Song song nghĩa là nó không đụng nhau nè. Hai này. Đối với chúng ta nó quá quen thuộc rồi, song song nghĩa là không bao giờ gặp nhau được đối với đường thẳng. Nhưng mà song song trong điện tử nó khác. Bây giờ Tâm có một con điện trở R1 như nãy ha. Đây là R1. Đây là R2. Nha. Thì R2 như vậy ở đây. Đây. Đây điểm số 1, điểm số 2. Thấy mọi người. Đây là điểm số 1. 1,27 ha. Thì nếu mình như trong cái điện tử mà chúng ta để hai cái con điện trở này nó nằm hai cái kiểu này thì chúng ta không thể nào gọi song song như như trong hình học chúng ta học được. Thì nó song song trong điện tử nó không thể như thế này ha, mà chúng ta sẽ nối hai điểm này với nhau. Đây chúng ta có một điểm mới ha. Chúng ta nối hai điểm này với nhau. Chỗ này chúng ta có một điểm mới. Thì ở đây nó sẽ tương đương với con điện trở mới đây mọi người. Ha. Chỗ này đó. Thì chúng ta nối con điện trở số 1 với con điện trở số 2 theo cách này. Nó đầu số 1 nối với đầu số 2. Đầu số 2, đầu số 1 nối với đuôi số 2 nối với đuôi. Đuôi số 1 nối với đuôi số 2 ha. Chúng ta nối theo kiểu này. Thì con điện trở này có được là do chúng ta mắc song song giữa R1 mắc song song với R2 ha mọi người. Đây là con điện R song song nè. Thì song song trong điện tử nó không sống giống như song song như trong hình học của chúng ta đã từng học, nó khác nhau hoàn toàn. Song song trong hình học là hai đường thẳng không thể giao nhau được, là không bao giờ gặp nhau tại một điểm. Nhưng đối với anh song song của điện tử thì nó song song theo kiểu này mọi người, là nó tính đầu cuối á, đầu nối với đầu, cuối nối với cuối, gọi là song song. Thì đối với tụ thì nó song song thì kiểu nào? Cái này điện trở ha, giờ tụ nè. Tụ song song thì nó song song thì kiểu nào? Vậy bây giờ mình nói hai cái tụ không phân cực ha. C1 cũng tương tự như điện trở đó mọi người. Thì C2 ha. Thì chúng ta nối đầu với đầu, cuối với cuối. Cái điểm này ta được một cái tụ song song ở đây ha. Chúng ta sẽ có một cái tụ không phân cực song song ở đây.
nói như thế này, gọi là nói song song rồi mọi người. Thì đây đây là C1 song song với C2, nó sẽ ra được kết quả là cái tụ này ha. Đây là tụ không phân cực. Còn đối với tụ có phân cực thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Nhưng đây là một cái tụ hóa có phân cực ha. Đây là C1. Đây là cái tụ C2 ha. C2. Thì để nói song song hai tụ này lại, chúng ta vẫn nói như như trên ha. Chúng ta vẫn nói đầu. Đây là cộng nè. Ha, đây là trừ, đây là cộng, đây là trừ. Thì khi chúng ta nói song song lại thì chúng ta sẽ nói trừ với trừ, cộng với cộng nha mọi người. Chúng ta sẽ nói trừ với trừ, cộng cộng. Thì lúc đây chúng ta sẽ có một cái tụ chỗ này ha. Một cái tụ do chúng ta mắc song song hai cái tụ trên lại mà được. Thì đây là cái tụ, là cái tụ kết quả của tụ song song giữa C1 và C2 nha mọi người. Thì nó khác với cái dấu vấn đề nói tiếp là như vậy, song song là như vậy, nói tiếp là như thế này ha. Thì nói chung Tông cũng vừa đi qua một cái vấn đề giữa song song và nói tiếp, cái đó là nói khái quát. Còn quay lại vấn đề cái comment của anh em là anh em muốn mắc hai con diode, băng diode nối tiếp nhau thì hoặc là song song thì anh em mắc như thế nào, thì nó cũng vẫn tương tự như cái lý thuyết mà mình chúng ta vừa nói xong mọi người ha. Thì đối với con diode thì Tâm sẽ giải khái quát nó một cái ha mọi người. Đây là cái hiệu con diode ha, D1. Đây là con D2 ha. Đây là con D2 ha mọi người. Đây là chiều dương, đây là chiều âm của con diode ha. Đây là chiều dương, đây chiều âm con diode. Thì quay lại với cái thắc mắc của anh em, thì anh em muốn mắc song song hai con thì anh em cũng mắc như thế này thôi. Anh em cũng mắc cộng với cộng, trừ trừ cho Tâm nha. Đây. Chúng ta được một điểm chỗ này, chúng ta được một điểm chỗ này ha. Thì chúng ta sẽ có một con diode ở đây. Cộng đây. Trừ đây nha. Thì anh em chỗ này là D song song ha. Mà cụ thể là nó kết quả của nó là do song song giữa D1 và D2 nha anh em. Kết quả này là do song song giữa D1 và D2. Nó cũng rất đơn giản thôi anh em. Bây giờ cái này là hình vẽ mà Tâm vẽ hai con diode mắc song song với nhau ha. Bây giờ nếu anh em muốn mắc ba con song song thì mắc như thế nào? Thì chúng ta cứ mắc như đây một con nữa thôi, tương tự không có gì khác nha mọi người, rất đơn giản dễ dàng thôi. Đấy, chúng ta đã mắc một con, chỗ này là con D3 nè. Thì D1, D2, D3, đây là ba con giống nhau là chúng ta nói cộng với nhau hết, trừ với nhau hết là gọi là mắc song song. Thì anh em muốn mắc bao nhiêu con thì anh em cứ theo hình vẽ này mà cứ phát triển lên thôi. Thì chỗ này nó sẽ ra được song song là D1 song song với D2 song song với D3 ha mọi người. Đấy, anh em muốn mắc song song thì anh em sẽ mắc như thế này. Thì nói tiếp thì mắc như thế nào? Thì nói tiếp là chúng ta có mắc vậy thôi, là cộng nói với trừ, trừ nói với cộng anh em. Đây, cứ thế mà phát triển lên. Đây là D1, D2. Đây là điểm nối ha. Đây là cộng của D1, trừ của D1, chỗ này là cộng của D2, trừ của D2. Thì chúng ta bắt như thế này thì hai cái đầu này chúng ta được một con diode nối tiếp ha. Chỗ này chúng ta được một con diode nối tiếp, chỗ này là do D1 cộng cho D2 là nối tiếp ha. D1 cộng cho D2 là nối tiếp anh em. Thì nối tiếp như thế này, song song như thế này, thì nôm na là chỉ đơn giản như thế đó. Thì Tâm cũng xin gửi đến các anh em có đặt câu hỏi thắc mắc ha. Thì trước nhất là cũng giải đáp hết cho anh em những gì anh em cần thắc mắc. Thì Tâm cũng xin cảm ơn tất cả mọi người cũng như các anh em đã đặt câu hỏi cho Tâm nha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian của mình để theo dõi kênh cũng như là xem những cái video của Tâm và đặt những câu hỏi rất là thú vị cho Tâm nha. Thì anh em có thắc mắc gì anh em cứ góp ý và đặt câu hỏi cho mình nha. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm tâm tử nha.
À, Tâm cũng xin kết thúc cái video này ở đây. Chúc tất cả anh em xem video vui vẻ. Và chúc mọi người luôn được nhiều hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống nha. Tâm xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của Tâm Tử nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye mọi người nha.